Xin chào cả nhà nha, mình đang lặt rau để chuẩn bị nấu bữa trưa cho cả nhà mình nha cả nhà. Hào đang ngồi học bài trong nhà cả nhà, trong phòng. Làm gì đó hả? Đừng cắt nhỏ ra cho dễ. Này xắt nhỏ nhỏ ra cho su hào dễ ăn cả nhà. Ôi, con nem anh em bị chìa lên cả nhà ơi. Con đồ ăn chi à? Ôi, chờ mẹ xíu nha. Rồi để mẹ lấy cái chén cho con ăn đã. Ngồi đó đi. Ôi, ăn hành à. Nè nè, cho con một cây nè. Hay là mẹ bỏ xuống đây nha. Để mẹ dịp cái rổ em bên rồi mẹ lấy chén đút cho bớt ăn nha. Nha, ăn không? Chờ mẹ xíu. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi chờ mẹ nha. Để mẹ trút đi nha, để mẹ lắc đều lên nè. Mẹ phải lấy cái gì mẹ chớ ra hết chứ, mẹ trộn mẹ múc qua cho bóp nha. Quá chờ mẹ xíu nha. Ok, chờ mẹ xíu. Mẹ lấy cái đây. Để mẹ trút vô đây nè. Cả nhà ơi, nhà mình chuyển dưới đây cũng không có điều kiện lắm, đó là đồ đạc mình đỡ dưới này mình nấu cho nó tiện á cả nhà, nên là cả nhà xem video có gì bữa buồn cả nhà thông cảm cho mình nha. Chờ mình xíu, con cầm đi, con cầm đi. Ok. Chờ mẹ xíu, chờ mẹ xíu, chờ mẹ xíu nha. Cảm ơn muốn. Cảm ơn muốn. Con ngồi đây đi nha, chờ mẹ xíu. Chờ mẹ xíu đi, mẹ múc vào trộn thôi nè. Đậu xanh nè, đậu đen nè, rồi đông xương, đậu giác nữa cả nhà. Chờ mình xíu, chờ mình xíu. Cho mình múc đậu. Rồi ăn hết rồi mình múc tiếp nha. Ok, ngồi đây ngồi đây. Mình mời cả nhà ăn ăn súp nha cả nhà. Nhìn bố thằng ngon quá cả nhà. Đây con rồi, anh là tưới cho mình ăn nha. Bố thích ăn đậu lắm cả nhà. Bóp cái tay.
tay nha con. Cái tay mình không học bóp đây nè, dơ lắm. Cái dừa nó cả nhà. Nhìn bốt ăn ngon miệng ha cả nhà. Ăn đậu vô cho bổ nha. Mì mút chậm mới bốc luôn hả? Ui. Sao vậy? Sao bốc vậy? Không có bốc vừa vừa lắm nha. Đây, rồi mình chùi nha. Ui nha, ngồi im nha. Rồi tay đâu? Wow, tay kia con đâu? Ồ, đừng bị chùi nha. Chùi cho sạch nè, không dính nè. Dính là kiến mới cắn mình nè. Giỏi quá. Rồi ngồi đây mình lấy nước uống nè. Mình xin kết thúc video đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi ủng hộ kênh nhà mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye bye. Bye cả nhà, để uống đi con. Uống đi không uống à?